Hello, xin chào đón cho anh em đã quay trở lại với channel của mình nhé. Thì em biết là có nhiều bác xem video của em mà bắt đầu đang học côn lục đấy. Bên này có nhiều bác cũng hỏi là khi mình câu thì nắp cái ninh này vào phao vào lưỡi như thế nào. Đây em cũng chỉ các bác cái nắp nhé. Đây là em hướng dẫn cho mấy bác mới tập thôi nhé, mới tập câu thôi. Nhiều bác thì câu chuyên nghiệp là sao biết thừa rồi, nhưng mà nhiều bác thì không biết. Đó. Thì cũng có anh em hỏi thì em mới làm chứ chẳng làm video để làm gì cả. Đây đó nhá. Để mà lấy đồ nghề đi. Đây cái này là cái ninh của em ạ, chứ nó xoắn vào cái lò xo rồi. Chết rồi, này xoắn vào cái lò xo này em đều đi. Gỡ là khó đây, sao là vào được nha. Thế này xoắn ngay vào đây đều. Thì đi câu lục thứ nhất là các bác cần lò xo, các bác phải chơi mình đánh bó mồi, nhất là anh em đánh thiên nhiên đấy. Hầu như các bác đánh thiên nhiên là chính. Bởi vì sao? Bởi vì đánh thiên nhiên nó không thể thả ổ được. Đấy, có thả chỉ là đánh đầu cần mới thả được, nếu đánh sau bờ chắc chắn nó không thả được. Bởi vì không có thuyền để bơi ra mà. Đấy, đi câu thì mà thiên nhiên là nếu lo thuyền đúng không? Đấy thì mình phải đánh cả bó mồi, nhưng bác đừng chọn loại lò xo như thế này nhá. Loại lò xo này hay vỡ mồi này, các bác chọn lò xo này. Đấy, lò xo này các bác nhìn chưa? Một loại tròn thì nó hay vỡ mồi, loại dẹt này không nhớ vỡ mồi ở đâu. Đấy các bác nhìn chưa? Sự khác khác biệt giữa hai lò xo, cái này cái ném thoải mái có văng mấy chục mét không mà không giờ vỡ được mồi. Nếu có cái loại này thì nó hay vỡ mồi này. Em có ít khi dùng những loại này lắm. Đấy mới lại đây, linh này các bác này. Thì mình buộc như thế này nhá. Có nghĩa là một đầu này mình để gắn vào lưỡi. Đấy, một đầu này mình gắn vào phao này. Thì trên trên cái đầu phao mình sẽ có một cái hạt chặn. Hạt chặn để làm gì? Hạt chặn để mình cân cái mực nước. Đấy, kiểu cân mực nước với cái phao này các bác này. Em cũng định làm cái video để hướng dẫn các bác cân phao, nhưng mà nhà em không có cái ống PC đâu ạ. Có ống PC để mới cân được. Ôi trời, còn 19% pin này. Ống PC cái cỏ phao này nó dài hơn 50 cm cơ. Đấy là không có ống, em không làm video cân phao cũng rất là tiếc. Mấy nữa chắc là em phải bác ra tận ngoài ngoài kênh mưa cân cho bác xem. Mà nói ngoài thì nhiều người quan lại rất là ngại. Đấy các bác ấy, một hạt chặn này. Thì thường các bác lấy hạt đấy, các bác cứ làm đích cho hai hạt để cho chắc ăn. Bởi vì mình câu mình cân mình kéo đi kéo lại nhiều nó vỡ, mà khi vỡ mình phải cắt cái phần này ra để mình gắn hạt tiếp theo vào. Nên là nọ em cân vội bị vỡ thì em làm vội đấy, thì em kéo trong hạt mình thường em chưa hai hạt cho chắc ăn đấy. Thì cái hạt này để lưu động để chạy nhá, chạy để cân phao khi các bác đóng cần vào rồi đúng không. Thì đây cái ninh này mình sẽ mắc vào phao luôn, rất là nhanh, mình làm về nó nhanh đấy. Mới tập câu thì còn nhiều bỡ ngỡ đúng không bác. Đấy còn cái phần này là mình sẽ mắc vào lưỡi này. Đấy phần này mình sẽ mắc vào lưỡi. Cái ninh này các bác đừng buộc vào lưỡi nhá. Nếu buộc vào lưỡi thì có một cái ưu điểm là khi mình đút qua cái khuyên ở cần nó rất là dễ dàng, nhưng mà khi mình mà bị đứt ấy thì hay mất ninh. Đấy thì em toàn làm như thế này thôi. Đấy các bác, móc này ok luôn, ra cái móc cái xong luôn. Đấy xong rồi thả là cân cân phao luôn. Đấy là mình cân để cân mực nước ấy. Đấy thì cái ninh em hay dùng loại này các bác này, loại nó cứng cứng chắc. Các bác cứ chọn cái loại nào nó gọi là to to một tí, cứng giật cho nó an tâm. Bởi vì sao? Cái loại nhỏ nhỏ mà giật con cá chồng may được con to này tiếc lắm. Em có lần em giật phát nó sao nó quẻ là cả cái này ra đấy, đóng vào rồi sao nó quẻ tung nào, nó mất con cá là đấy, tiếc mất cả lưỡi. Một cái lưỡi các bác toàn lưỡi đều đều đã 50.000 rồi này đấy, nó tiếc. Nên bánh lưỡi đều nhiều loại lưỡi xịn toàn 100.000, nó hơn 100 thôi. Đấy mình sinh viên thôi đánh cái loại này. Đấy cái này ok bác. Đánh gần bờ rất là hay, các bác đừng nên thả xa bờ quá làm gì. Em nói thật là nhiều hồ dịch vụ nhé, nó không cho đánh gần bờ đâu. Bởi vì gần bờ thì cá nó hay quẩn trong đấy. Mình đánh xa bờ ấy, cái lượng bùn nó nhiều quá. Mình đôi khi các bác thả ổ nhé, thả ổ nhé, từng đấy mồi bác nó rất là sâu, xuống cái mồi nó vỡ ra hết, nó vỡ ra hết nhé. Nếu mà bác nào nắm chặt mồi, đúng không, nắm chặt mồi, mồi không vỡ được, nó chìm chìm dưới đáy, rất là nhiều bùn luôn, rất nhiều bùn nó tụt xuống đấy, nó cá đôi khi không biết được man cơ ấy. Mình đánh gần bờ thì bao giờ các bác nó kiểu là bùn nó cứ trôi trôi dần ra giữa, thì cái phần rìa bờ đất sẽ cứng đấy, phần rìa bờ đất sẽ cứng thì cá nó vào đấy nó nhận biết được mồi ngay.
Đấy, em đánh đầu đầu cắn mà em hay đánh gần bờ thì bao giờ cũng được nhiều cá. Cái quan trọng các bác đánh gần bờ bác ngồi chéo nhé, kia mình là cầm dài mình đặt chéo đi, đặt chéo đi thì con cá nó không thấy động ấy, nó không thấy bóng người ấy, thì nó sẽ đến. Còn đâu nếu các bác mà đặt gần bờ mà đặt ngay chỗ mình ngồi giật lên giật xuống ấy thì cái cá nó thấy bóng người ấy, nó cũng không vào đâu, cá to nó khôn lắm nó không vào đâu. Đấy mình đặt chéo đi thì đa phần là được cá to. Đấy là cái kinh nghiệm anh em mới câu học theo. Đấy thì em cũng đợt tới này ấy, em chuyển sang bộ môn câu lùa các bác. Câu lục nhiều các bác xem cũng nhàm chán, em muốn đổi gió tí thì em mới chế cần câu lùa các này. Đây là cái cần lục trước của em gãy. Đây. Một cái đầu cần 2,7 m. À cái đầu cái cần của 2,7 m mà cần 2 khúc ạ. Đem chia đôi ra để lấy ngọn này nó nhấc tĩnh được hơn, hình như là đợt em nhấc vào được 3 cân rất là căng. Câu lùa này hay, em đang đặt một cái máy khoảng 1.000 nữa thì tiến tới về câu lùa anh em xem. Đổi gió tí đây cần em tự chế. Đó nhìn nhá. Nhẹ lắm, nói chung là nhẹ lắm. Để em quay xa xa các bác xem nhé. Bây giờ cũng xem mấy bác miền Nam câu lùa hay nên là em cũng tập chơi luôn. Này các bác nhìn nhá, rất là nhẹ luôn. Nào nào cái máy 1.000 nữa. Đẹp. Hiện tại cái này một khúc đầu trên nó 1,35 m, mấy cái đoạn này của em khoảng này trong khoảng 35 cm nữa. Này là khoảng mắt mét sáu đánh rất là hay ấy, như này vừa tầm coi cầm một tay rất là nhẹ luôn, bắt khuyên còn lục. Em hôm làm được mấy con nhái giả đốt cho mày rồi, mấy nữa đi câu thử được thì quay video bác xem đổi gió tí cho nó vui. Này, có bác hỏi là bây giờ nhé, mình muốn làm một bộ đồ mà để đi quay 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 YouTube đấy mà đăng cho anh em xem thì thứ nhất là các bác phải có một cái nan này nhé. Cái nan này thì nó có 160 170 các bác nên ra các mua đấy. Nan này zoom phao rất là tốt, rất là nét. Em cũng nói thật các bác rất là nét luôn, mà màu thì màu 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 nó rất là tươi. Các bác có nhiều bác bảo là tại sao à em quay em ghép màu nước với màu zoom phao nó khác nhau, các bác bảo là ghép nhưng không phải đâu nhé bác nhé. Ghép thì có ghép nhưng mà có nghĩa là các bác bảo lấy cái từ đoạn video khác lắp sang, nhưng không phải đâu, bởi cái màu len này quá này, màu len này mấy cái màu của máy ảnh nó khác nhau nhá, nó không phải là nó giống nhau về màu đâu. Đó thì một bộ len này, một cái máy mình để quay chính quay đầu cần quá nhá, ví dụ mình quay đầu cần như thế này đấy mình quay lên, mấy một cái máy mình để quay ngang người thì cần ba máy các bạn đấy, chung là đầu tư cũng khá khá đấy. Thì em cũng muốn nhiều bác làm đi, làm YouTube thì lên thì video hay anh em xem giải trí là chính thôi, mà còn thực ra tiền nó không được nhiều quá, các bác đừng có hy vọng về tiền gì. Em nói thật đấy, nó không được nhiều tiền đâu. Nên các bác cứ làm quay nên lấy cái kiểu cái kỷ niệm ấy, cái đam mê của mình lại chia sẻ anh em xem cái video nó thật là hay, thật là ý nghĩa. Đấy, em làm nói chung là cũng để anh em xem giải trí là chính thôi, còn đâu là cái mang lại lợi nhuận thì thật sự nó chả đáng bao nhiêu à. Đó. Rồi. Đây là cũng cái chia sẻ rất thật lòng của em, mà ai cũng muốn làm YouTube thì phải cố gắng. Còn đâu em nói thật sự là rất là khó khăn đấy. Rồi chúc đến đây thì em cũng chúc anh em có một năm mới gặt hái nhiều thành công, câu được nhiều cá đấy, nên được nhiều hàng, thỏa mãn cái đam mê của mình. Rồi em xin chào tạm biệt các bác tại đây, hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo. Rồi thế hãy like cho em một cái nhá. Thank you.